mất danh ma chở EZT, ô tô điện đầu tiên của Ford về Việt Nam. Mẫu CUV chạy điện đầu tiên của Ford được nhập khẩu tư nhân về nước, mức giá dự kiến không dưới 5 tỷ đồng. Mẫu Crossover xuất hiện tại một đại lý tư nhân ở Hà Nội, màu vàng cam, thiết kế của Mach-E. Lấy cảm hứng từ dòng xe Mustang nhưng theo hướng điện hóa, Mustang Mach-E ra mắt vào cuối năm 2019 tại Mỹ. Tên Mach-E lấy cảm hứng từ Mach 1 của Mustang thế hệ đầu tiên. Hiện Ford cung cấp các phiên bản như Select, Freedom, California, Reoton, First Edition và GT, cùng hai tùy chọn pin 68 kWh và 88 kWh. Phần đầu nổi bật với logo Mustang phát sáng, không còn lưới tản nhiệt, cản trước trang bị các khe thoát gió tạo điểm nhấn riêng, đèn pha LED tích hợp nhiều công nghệ. Tại Anh, xe đạt giải xe gia đình tốt nhất, trong khi tại Bắc Mỹ là giải thưởng CUV của năm. Và liên tục trong tình trạng khan hàng, tại Việt Nam đã có hai chiếc phiên bản GT về nước thông qua đường tư nhân, trong đó một chiếc đã có chủ. Xe có chiều dài 4,739mm, rộng 1,881mm, cao là 1,621mm và trục cơ sở là 2,984mm. Mach-E vẫn giữ các đường nét gân guốc thể thao nhưng bỏ tay nắm cửa truyền thống. Để tối ưu hóa tính khí động học, tùy chọn màu sơn vàng cam Cyber Metallic giá 795 đô la Mỹ. Cổng sạc điện nằm phía trên chắn bùn bên trái phía trước. Để mở cửa, chủ nhân chỉ cần nhấn nút tích hợp sẵn bên bốn cửa và kéo tay nắm cố định. Riêng cửa lái có khóa điện tử cảm ứng hoặc có thể sử dụng điện thoại thông minh làm chìa khóa. Xe trang bị bộ la răng bằng nhôm đa chấu, kích thước 20 inch, cùng phanh Brembo, hiệu suất cao, sơn đỏ nổi bật với đĩa phanh cỡ lớn, hệ thống treo phía trước độc lập của MacPherson với thanh ổn định, trong khi hệ thống treo sau đa liên kết với thanh ổn định. Đuôi xe có kiểu dáng Cooper kèm các đường gân dập nổi. Đèn hậu LED chia 3 tầng giống các mẫu Mustang. Cần sau có các khe thoát gió sơn đen. Khoang nội thất lấy cảm hứng từ chiếc Explorer nhưng tối giản các nút bấm. Chính giữa táp lô là màn hình cảm ứng 15,5 inch đặt dọc chia ra làm hai phần, với phần dưới chỉnh hệ thống điều hòa. Xe tích hợp loạt công nghệ như hệ thống giải trí Singfor, hỗ trợ CarPlay 360 với kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm trước và phanh khẩn cấp tự động. Hệ thống âm thanh của Bang & Olufsen với 10 loa. Giữa hàng ghế trước trang bị cần số dạng núm xoay kèm phanh tay điện tử, nút đèn cảnh báo và nút kích hoạt chế độ đỗ xe tự động. Phía trên có hai hộc để cốc, sạc không dây và hai cổng USB. Màn hình sau vô lăng kích thước 10,2 inch hiển thị đa thông tin nhưng được tối giản tiện ích, giúp tập trung lái xe. Vô lăng tích hợp các nút kết nối rảnh tay. Hàng ghế trước kiểu dáng thể thao ôm người, chính diện tám hướng, bọc da và nỉ cực lỗ với các chi tiết phản quang tích hợp sưởi và làm mát. Hàng ghế sau gập tỷ lệ 60-40, có 3 chỗ tùy chọn, cửa sổ trời toàn cảnh với lớp phủ phản quang, chống tia hồng ngoại và tia cực tím giá 1.500 đô la Mỹ. Dung tích cốp sau của Mach-E khá lớn, lên đến 821 lít. Nếu gặp hàng ghế thứ hai, dung tích sẽ tăng lên 1.687 lít. Vì không có động cơ xăng như truyền thống, nên dưới nắp capo có thêm khoang 139,5 lít để chứa đồ. Mach-E trang bị hai động cơ điện từ trường vĩnh cửu, công suất 480 mã lực
và mô men xoắn cực đại 810 mã lực, xe tăng tốc từ 0 đến 97 km/h trong 3,8 giây thông qua hệ dẫn động AWD. Theo công bố của Ford, khối pin dung lượng 88 kWh có thể giúp xe di chuyển 434 km trong một lần sạc đầy, nhưng thực tế con số có thể lên tới gần 700 km. Ngoài ra, xe hỗ trợ sạc 150 kW cho phép sạc 10% đến 80% trong 45 phút. Hiện giá xe không được tiết lộ, nhưng dự đoán ngang chiếc Jaguar I-Pace nhập chính hãng với mức giá không dưới 5 tỷ đồng. Tại Mỹ, Mach-E GT có giá từ 61.995 đô la Mỹ chưa bao gồm tùy chọn. Mark tham vọng chuyên mục Thế giới xe và công nghệ.